Thông tin từ cuộc họp khẩn kết thúc lúc 3 giờ sáng nay của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ngoài 14 ca dương tính với COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố, đến 0 giờ ngày hôm nay đã có thêm 8 mẫu nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Trước tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu Sở Y tế chuẩn bị ngay các điều kiện về trang thiết bị, tăng 5 lần công suất lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và phải thực hiện ngay trong hôm nay, tăng gấp 3 lần số giường bệnh phục vụ cách ly y tế, chuẩn bị các điều kiện kích hoạt bệnh viện dã chiến, tránh không để bị động, phản ứng chậm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện có quyền quyết định thành lập cơ sở cách ly y tế khi cần thiết. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục ra lệnh cách ly y tế vùng có dịch đối với 215 hộ dân tại thôn Tiền Phong, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên từ 20 giờ ngày 4 tháng 5. Trong thời gian 14 ngày, tùy theo diễn biến của dịch bệnh có thể kéo dài hơn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu các cơ quan chức năng lập ngay các chốt trạm kiểm dịch tại các đầu mối giao thông ra vào thôn Tiền Phong, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly. Đến thời điểm hiện tại, đây là khu vực dân cư thứ 3 phải phong tỏa do có liên quan đến các ca bệnh COVID-19.